Kính thưa cha lãnh sứ, kính thưa quý vị trước quý vị ông bà toàn thể cộng đoàn nhân viên, vậy là sứ vụ ban thành giáo của khóa 2018-2022 của chúng con đã sắp sửa hoàn thành, được sự hướng dẫn chỉ đạo của cha sứ và cầu nguyện của cộng đoàn. Hôm nay Chúa được thỏa thuê ân tình,
Thank you.